Đây chính là ngôi chánh điện chùa Bình La có chú anh chị ạ. Dạ anh chào cô chú anh chị bạn, rất vui được gặp cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo của ngày hôm nay. Và hôm nay Danh đã có mặt tại chùa Bình La thuộc ấp Bình La, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh của chú anh chị bạn. Hôm nay Danh đến đây để quay chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem, đó là ngày lễ tắm Phật cho năm tháng mây của chú anh chị bạn. Thì hôm nay sẽ có lễ cầu siêu và lễ tắm Phật, thì bên trong bà con đang đợi để chuẩn bị tắm Phật của chú anh chị bạn. Thì Danh sẽ vô bên trong để quay chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem. À, bây giờ Danh mời cô chú anh chị và các bạn cùng theo bước chân của Danh vào bên trong nha, để mình cùng tham dự buổi lễ tắm Phật như thế nào nha cô chú anh chị ạ. Giờ này là 2 giờ đó chú anh chị bạn. Thì bà con Phật tử sẽ diễu hành nước để tắm Phật nha. Ở đây diễu hành bao vòng nữa chú anh chị bạn. Hello. Mới bắt đầu diễu hành cái chú anh chị bạn. Đây bà con Phật tử bên chùa Bình La. Đây là cổng sau đi lên chánh điện nha cô chú anh chị bạn. Và đây cũng là cây cột cờ có thần rắn năm đầu xây về bốn hướng. Thank you.
Đây chính là ngôi chánh điện chùa Bình La có chú anh chị ạ. Phần xây bên tay phải thì là cái cổng trước để lên chánh điện nè. Thì nhìn đối diện với cổng trước thì có tượng Phật Niết Bàn có chú anh chị ạ. Trên đây, đang làm lễ cầu siêu của chú nhỉ bạn. Đây là cái cổng trước, mỗi lần làm lễ hay gì là sẽ diễu hành vô cổng này coi chứ các bạn. Đi đại này đi.
Ok, thì bây giờ anh sẽ cùng đi với cô chú anh chị và các bạn vào bên trong để mình cùng xem nơi phía bên trong chánh điện như thế nào nha.
Thank you.
Vừa rồi là buổi tắm Phật ở trên chùa tại chùa Bình Lan nha. Thì đến đây video có dành cũng xin kết thúc tại đây nha. Xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi video có dành. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo nha.